Pep Guardiola bị sa thải vào ngày mai. Những câu hát được cổ động viên Tottenham ngân vang như lời chế giễu cho bản hợp đồng mới mà Man City vừa ký kết. Không thể tin nổi đêm qua, The Citizen vừa thua một trận thảm bại trước Tottenham với tỷ số kinh hoàng 0-4 ngay tại Etihad. Và đây cũng là trận thua thứ 5 liên tiếp trên mọi đấu trường của Man City. Giấc mộng vô địch đang dần tan biến và chẳng ai hiểu cảm giác của Man City lúc này bằng Arsenal. Sai lầm trong quá khứ, pháo thủ đang níu kéo lại hy vọng với chiến thắng 3-0 trước Nottingham Forest đêm qua là một ví dụ điển hình. Các Gunner hãy cứ vui đi, dù đã biết cơ hội lật đổ Liverpool hiện tại không còn quá nhiều. Theo đó, trước khi vòng 12 khởi tranh thì mọi thông tin của giải Ngoại hạng Anh đều bị lu mờ trước chuyện huấn luyện viên Pep Guardiola gia hạn cùng Manchester City. Bản thân ông thầy 53 tuổi còn đùa rằng mình ký mới với câu lạc bộ chủ quản chỉ vì các học trò đã thua tới 4 trận liên tiếp. Thế nhưng, ai cũng hiểu sức ép dành cho chiến lược gia đại tài là rất lớn khi phòng y tế của The Citizen vừa đón thêm một bệnh binh mới là Kovacic. Chính việc thiếu vắng nhiều trụ cột khiến nhà vô địch kim vô địch nhập cuộc khá ít sự tự tin khi chơi trên sân nhà khi đại chiến với Tottenham. Mọi chuyện còn trở nên ảm đạm với Man City khi Erling Haaland dứt điểm ra ngoài ở cự ly chỉ vài mét ngay phút thứ 3 của trận đấu. Rõ ràng chân sút Bắc Âu không có phong độ tốt trong mùa áo câu lạc bộ. Thậm chí các anti fan còn nhận ra sau lời nhắn nhủ của Mikel Arteta hãy khiêm tốn, tiền đạo người Na Uy mới chỉ có thêm được 2 bàn thắng cho Man City trong 7 cuộc đấu. Chính sự phung phí của hàng công đã khiến đội bóng chủ sân Etihad gặp rất nhiều khó khăn. Phút thứ 13, James Maddison bất ngờ mở tỷ số cho Tottenham vào đúng ngày sinh nhật của mình. Từ đường tạt bóng cực kỳ khó chịu của Kulusevski, Maddison thoát xuống cực kỳ thông minh, vượt qua John Stones và Kyle Walker, dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho đội khách. Thế nhưng, trong những mộng tưởng tươi đẹp nhất, ngôi sao người Anh cũng chẳng ngờ đội bạn lại tặng quà nhiều đến như vậy. Chỉ 7 phút sau bàn thua đầu tiên, Josko Vardion truyền hỏng tạo điều kiện cho dàn sao gà trống bắt đầu cuộc tấn công. Mọi chuyện kết thúc khi James Maddison hoàn tất cú đúp khi hiệp 1 còn chưa đi hết nửa thời gian. Chi tiết trên khiến huấn luyện viên Pep Guardiola chết lặng ngoài đường biên, còn các nhà thống kê lại tiếp tục vào cuộc. Tính từ năm 2010 đến nay, đây là lần đầu tiên mà The Citizen thua 2 bàn sớm đến vậy trên sân nhà Etihad. Một cảnh báo chẳng thể rõ ràng hơn cho đại diện của Big Six trong bối cảnh hàng công của họ tiếp tục tỏ ra thiếu sắc bén. Nếu cộng cả những pha bắn phá trong hiệp 2, Erling Haaland cùng các đồng đội tung ra tới 23 cú sút về phía khung thành của Vicario. Thế nhưng chẳng tình huống nào đem về bàn thắng cho nhà đương kim vô địch. Bên kia chiến tuyến mọi thứ hoàn toàn trái ngược khi gà trống chỉ cần 9 cú sút cả trận để có được điều mình cần là một trận đại thắng. Phút 52, Boba Kulusevski, Solanke phối hợp cực hay trước khi Pepe Poro hoàn tất pha bóng bằng cú dứt điểm trái lưới Ederson nâng tỷ số lên thành 3-0 cho Tottenham. Man City dồn lên tấn công ào ạt ở những phút sau đó, nhưng hàng công vẫn thể hiện sự vô duyên không thể tin nổi. Và đỉnh điểm của bi kịch là phút bù giờ thứ 3 của trận đấu. Cầu thủ vào sân tay người Brennan Johnson hoàn tất một ngày thi đấu chói sáng bằng pha ghi bàn ấn định tỷ số 4-0 ngay tại Etihad. Trận thua này khiến bầu không khí tại nửa xanh thành Manchester cực kỳ u ám. Thậm chí Kyle Walker còn chẳng e dè mà gửi đến các đồng đội lời cảnh báo với nội dung: chơi như thế này ở Anfield thì Man City chắc chắn sẽ bị đánh bại. Chúng ta cần giữ khoảng cách với Liverpool. Đúng vậy, ngay vòng đấu sau thì Man City sẽ đại chiến với Liverpool tại sân nhà của The Kop. Một thử thách đến chẳng đúng lúc với Pep Guardiola khi ông thầy 53 tuổi đang ở trong tình thế tệ nhất kể từ lúc cập bến Etihad. Đứng trước ông kính máy quay sau thảm bại, chiến lược gia đại tài chẳng buồn bào chữa mà chỉ khẳng định đội bóng sẽ nỗ lực hết mình để chấm dứt chuỗi trận đáng quên. Tất nhiên với bóng đá đỉnh cao thì việc các ông lớn có những giai đoạn khủng hoảng là điều hết sức bình thường. Chỉ cách đây một tháng, Arsenal còn bị các anti fan chế giễu khi bắt đầu chu kỳ buông sớm hơn mọi mùa. Thế nhưng nhiều người sẽ phải suy nghĩ lại sau khi nhìn thấy cách pháo thủ giải mã hiện tượng Nottingham Forest. Chỉ đối thủ đang chơi rất tiến bộ thời gian gần đây, đại diện thành London cho thấy một hình hài tươi mới và đầy hiệu quả. Rõ ràng, quãng nghỉ FIFA Day có tác dụng rất lớn khi giúp nhiều trụ cột của Arsenal bình phục chấn thương và củng cố thể lực. Lấy chính Bukayo Osaka làm ví dụ khi tuyển thủ Tam Sư có 90 phút đầy thăng hoa khi bỏ lại vấn đề ở đùi gặp phải trong trận đại chiến với Chelsea. Nhờ pha solo mẫu mực, chân sút 23 tuổi mở tỷ số cho pháo thủ để nâng tổng số bàn thắng mà mình góp dấu giày ở mùa này lên con số 13 đầy ấn tượng. Trước sự lại ở đó, Saka còn tung đường kiến tạo tuyệt hảo giúp Thomas Partey nhân đôi cách biệt cho ông lớn thầy London trong hiệp 2. Có lẽ trong những giấc mơ đẹp nhất, ngôi sao người Ghana cũng chẳng nghĩ mình lại có mùa giải thăng hoa đến vậy. Từ chỗ liên tục bị chấn thương hành hạ, cựu sao Atletico Madrid đang là cầu thủ cày cuốc nhiều nhất cho pháo thủ kể từ đầu mùa.
Ngoài ra, tiền vệ sinh năm 93 còn liên tục tỏa sáng với bàn thắng đêm qua là một ví dụ. Trận thắng này không chỉ giúp Arsenal giữ vững vị trí trong top 4 mà còn giúp họ khẳng định tham vọng cạnh tranh chức vô địch. Luận điểm trên được thể hiện qua bài đăng trên trang cá nhân với nội dung "Trở lại cuộc đua của Bukayo Saka". Điều tương tự cũng được thực hiện bởi Mikel Merino sau khi tiền vệ người Tây Ban Nha có thêm một màn trình diễn tích cực. Rõ ràng Arsenal chưa hề bỏ cuộc và đây là thời điểm Mikel Arteta cần tăng tối đa sự quyết tâm. Thế nhưng sẽ là quá chủ quan khi nhận định pháo thủ đang là đối thủ lớn nhất mà Liverpool và Man City phải đối mặt ở cuộc đua đến ngôi vương. Nguyên nhân là bởi đội bóng Emirates hiện vẫn đang xếp dưới Chelsea trên bảng xếp hạng. Với chiến thắng 2-1 trước Leicester, The Blues có vòng đấu thứ tư liên tiếp bất bại và vẫn duy trì vị thế trong top 3 đội dẫn đầu của EPL. Dù chưa từng nhắc về mục tiêu vô địch, đâu ai biết được liệu thầy trò Enzo Maresca có bứt tốc hay không trong những khúc cua đỉnh mệnh. Dẫu vậy, dàn sao trẻ của sân Stamford Bridge sẽ cần thêm vài trận thắng nữa để thể hiện tham vọng giành ngôi vương một cách rõ ràng hơn. Còn ở thời điểm này, người hâm mộ đang chờ đợi cuộc đấu đêm nay giữa Liverpool và Southampton. Do là cuộc đụng độ giữa hai tập thể nắm giữ đỉnh và đáy của bảng xếp hạng, nên khá nhiều fan sẽ nghĩ đến viễn cảnh có lợi cho tập thể thành phố cảng. Nếu kịch bản trên xảy ra, Liverpool sẽ hơn Man City tới 8 điểm và hơn Chelsea cũng như Arsenal 9 điểm sau vòng đấu thứ 12. Đây là khoảng cách đủ an toàn để tăng tối đa sự tự tin cho The Kop trước trận đại chiến sinh tử cùng thầy trò Pep Guardiola vào cuối tuần sau. Ngay cả sẩy chân trước nhận định vô địch tại thánh địa Anfield, Liverpool khả năng cao vẫn dẫn đầu EPL đến khi năm 2024 kết thúc. Còn trong trường hợp Man City có thêm một thất bại nữa ở giải Ngoại hạng Anh vòng sau, có lẽ Erling Haaland và các đồng đội nên quên luôn kỳ tích vô địch 5 mùa giải liên tiếp. Phân tích để thấy, dù đại chiến vòng 13 EPL có kết thúc như thế nào, thì lợi thế rất lớn vẫn đang nằm trong tay thầy trò Arne Slot. Ngay năm đầu tiên xuất hiện ở Ngoại hạng Anh, chiến lược gia người Hà Lan đã tạo dấu ấn rất lớn bởi sự điềm đạm cũng như khả năng liệu cơm gắp mắm của mình. Việc này khiến người cũ của EPL như Pep Guardiola hay là Mikel Arteta phải hướng ánh mắt đến thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm sự trợ giúp. Với trường hợp của pháo thủ, tiền đạo Alexander Isak đang là mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Đại diện thành London cần một cú hích đủ lớn nơi hàng công và có khá ít rủi ro nếu họ bạo chi vì nhân tố đã nhiều mùa tỏa sáng tại EPL. Còn với Man City, sự già nua trong đội hình của đương kim vô địch là điều đã được truyền thông chỉ ra. Phần lớn các trụ cột của họ đều đã ngoài 30 và bị các chấn thương hành hạ liên tục. Do vậy, chuyện nổ bom tấn để tạo động lực mới nơi đội hình là việc cần tính đến. Ngoài ra, nếu thất bại trong vụ kiện liên quan đến 115 cáo buộc tài chính, phiên chợ đông 2025 sẽ là lúc The Citizens phải tranh thủ mua người trước lúc bị các án phạt bổ dày. Do đó, có cơ sở để tin rằng bộ phận chuyển nhượng của Etihad đã bắt đầu làm việc để săn tìm những chữ ký mới. Chi tiết trên giúp cuộc đua vô địch Premier League thêm phần khó đoán. Dù ai cũng hiểu rằng lợi thế rất lớn đang thuộc về Liverpool khi mùa giải còn chưa đi qua 1/3 chặng đường.